Ba anh em đang 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 ở ngoài rừng nữa cả nhà. Nghe cái một cái tin là khủng khiếp, nó có cái ông máy cày á, máy cày ổng cày sao mà bị lật lật, bây giờ không biết mà có ấy là được chưa nữa. Giờ thôi mình đi đến chỗ đó ha cả nhà ha, đi đến chỗ sự cố đó coi sao, coi bà con mình có chuyện gì. Giang Nhân Đức đi trước á. Mình đi sau, mình đi từ hai 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 chú nó đi trước. Bà con mình không có chuyện gì đi, nghe nói là bị mấy cày đè đó mà không biết lấy lên chưa. Anh em đang ở gần vô quá trời nhanh luôn, chạy xiết vô nghiệp quá, không biết sao đây, không biết sao mà bị lật thế. Chưa, mình chưa hay cái ngọn nguồn. Anh công an lại cả nhà, vừa sáng cuốc đang cuốc lên không biết sao rồi, chắc khả năng là không sống nổi. Mẹ bà la quá trời luôn. Mẹ bà la bà đứng nhóc cái gì mà đứng nhóc cái gì, xuồng xe tha quá trời luôn, biết buộc gì trời. Giờ đang móc lên nữa cả nhà, đang móc lên luôn. Mẹ kêu con công an đang đứng đợi. Lúc lên được biết làm sao đây. Ôi trời. Tụt gục cả nhà, nằm dưới hàng. Mới 30 tuổi. Cảnh đau thương quá cả nhà. Bà con đứng nhóc trên bờ chứ.
giờ đang nằm dưới phà, đang tìm cái chiếu dưới phà, nó tưởng em ở trần, mình không dám quay gần, quay xa thôi, mới 30 tuổi. Lấy nó cài, tài công lấy nó cài, bị lật nó cài. Đây nè cả nhà, mấy cài em nó lật nè. Nãy chị bà nói sáng còn thấy em nó giờ phà lại là cách có dây đất màu à, nên nó lên đó là em nó cài được một đường rồi nè, đây đường này đó, đường rồi đó, đây lên chảnh này. Chảnh đi xuống là qua cái co này, qua chỗ cái mặt tiền này, đây ở đây nè, thì mấy cài nó bị lúng, vừa lúng em nó lên ga nặng đừng cho lúng á, lật luôn. Hôm nay em nó hình như nãy hỏi là 30 tuổi mà cũng có vợ nãy khóc, vợ khóc rồi. Bà già thì thôi, bà già thì hết tiếc gì, cứ kêu con thôi, kêu sao nó nghe nữa, nằm dưới phà chứ. Cái này chắc có lẽ là cái nền đất mềm rồi lúng rồi em nó lên ga lớn rồi lên ga rồi chắc lẽ là cái bánh xe ở sau nó lạng rồi lật luôn. Cái cài lớn lắm chứ đâu phải nhỏ đâu. Đây lật ngang em nó bị úp nằm dưới luôn, mấy tiếng đồng hồ sau sáng cuốc lên mới cuốc lại, mới cuốc lên rồi mấy em mới đưa lên, em nó lên thà được, đưa lên thì ấy không còn thở nữa, công nghiệp quá. Đừng chạy, em nó chạy nè, một đường rồi đó, đây từ đây lên tới hậu luôn, xa lắm. Đây mình zoom lại đó, mình đây là mình trả lời. Cao cũng mười mấy công và dài, nó chuột quá. Đưa em nó qua giỏ, giỏ chở về chứ hà chả biết nào về tới nhà. Đó, đưa qua giỏ, mình lo nhà nó về, đi về đi, đưa qua mình không có quay về cổng ấy được rồi. Cao tức ruột. Giỏ đưa em nó về. Mấy tiếng hồ mới móc lên được. Hai tiếng hả chị? Hai tiếng hả? Xe cuốc lại rồi còn phải kéo qua lộ nữa mới vô đúng không? Dạ. Đi nó sụp cái lỗ nữa mới là bật ngược lại nè. Dạ. Mà thời gian thì mới chạy lật cũng 2-3 tiếng thì xe cuốc nó qua nè. Nghe nói đâu gãy cổ hay gì anh hả? Trời ơi, đứt ruột thiệt chứ. Mấy cài bị nó lớn quá, nó nặng quá, buộc phải ấy thôi chứ biết làm sao. Làm gì hồi nãy có lật. Dạ, 2004. Nó nặng mười mấy tấn không ta? 7-8 tấn. Đứt lỗ chỗ này nè. Đứt lỗ này nó lẹo, chén lẹo quá là nó bật luôn. Dạ. Nghiệp hết sức trời. À, có vợ không anh hả? Có vợ. Có con không anh? Dạ. Hai đứa con gái. Trời ơi. Hai đứa con gái hả? Nó giặt cái gãy đùi luôn hả ta? Nó gãy đâu còn em mà nó gãy vậy. Nhà anh ở gần đây không? Dạ. Em mấy anh em đang ở trên gần chính, đang quay phim trên gần chính rồi. Rồi nghe rồi vậy mấy anh em chạy về. Tội thiệt. Dạ. Hiền với trời người khô à. Chuyện đạo quần. Bự con ha, anh ha, em thấy cũng 80-90 ký à. Có 80 mấy ký. Dạ. Bự con. Lùng. Công nghiệp hết sức luôn rồi trời. Bà con còn đứng đây nè, ông anh cũng đứng đây nè, nói chuyện với mình nè cả nhà.
hỏi ông anh này lại thì ông nói thằng em nó tên gì anh hả? Quy. Ờ Quy 31 tuổi là chính xác đúng không ạ? Dạ. Dám hả? Dạ. Ở khỏi cũng gì hùng như chút á. Ờ vậy là bên anh đỡ nè. Xã ở trên Tây Bắc. Trên Bình Tây Bắc. Dạ. Là có vợ rồi, hai đứa gái. Tức ruột cái trời. Bạn vợ ra nãy phải ôm chiếc chiếu không à? Ờ nhỏ mặc sơ đồ gần gần. Dạ. Thấy lại kịp rồi, lúc nó đưa móc lên. Mà em nói với anh là chiếc nó lật chiếc chiếc luôn hay gì anh, nó lật luôn không? Không phải, ngược lại. Trời ơi, nó cắn cái một nỉ cổ liền chứ sao mà chịu nổi. Cái cổ nó mắc trong cái mùi giả đó. Dạ. Mấy màu lên đi ha, mấy màu sáng cuốc lên ha. Nó động nó lật ra được. Dạ. Trời ơi trời. Vợ đất điện nói đàn bà trời, đằng này có ai bị chết rồi quýnh cho mấy anh em chạy lên mà cuối cùng thằng tài gọi là tài xế mới cài đúng không? Dạ. Cài lật lật có đường nào mà sống nổi, quá nặng mà. Lật ngửa. Nếu mà lật phải lật ngang thì mình còn nhảy được. Nếu khi lật ngang là anh bay ra liền á thì có thể thoát. Lật cái lỗ mèo đi. Dạ dạ. Nhảy kịp. Đường nào nhảy kịp á. Cua. Như thằng Thắng là có nó qua cái bờ, hai cái bờ đôi nè. Nó đơn giản luôn, hai cái bờ nhỏ xíu. Cũng phải lật ngang cái một rồi. Lụm nữa. Chết nữa hay vậy? Chết tốt luôn. Trời ơi. Qua hai cái bờ mẫu chút xíu thôi, cái bờ mẫu thì chú biết rồi đó. Dạ. Tự đâu. Dạ. Họ qua cái bờ đôi nè. Đã lập cái mỏ. Mà cái này đè lúng xuống luôn, ngồi chỗ đất mềm lúng xịn luôn, đâu có lên nổi. Dạ. Mà nếu gãy cổ rồi không lúng cũng chết thôi chứ. Dạ. Với cái thời gian gần 2-3 tiếng, 1-3 tiếng. Rồi. Nằm ở dưới mà ngay chân đất bùng nữa mà làm sao mà thở được. Nước thì cũng chết. Dạ. Nãy sách về cho nó. Có ai đâu, có ai đi ngoài về gửi sách về cho nó. Dép nó chừng lúng vô đó. Khi mà lật mấy cài tới mà sáng suốt lại khoảng bao nhiêu giờ vậy em? Khoảng mấy tiếng? Cái đó 9 giờ. Đi 8 giờ mấy ạ? Dạ, rồi 8 giờ mấy rồi sáng suốt mấy giờ ông mới lại tới. Không biết nữa, tôi về sáng suốt lại rồi. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Quỳ nó tới 7-8 tấn, cả chục tấn mà. Gãy cổ mà nãy em thấy cái bầm mặt cái đỏ lồm hết trơn thì nó tồn máu lại á. Dạ. Gãy cổ luôn chứ còn gì nữa đâu mà. Nãy quay thấy chiếu thôi chứ đâu dám quay thấy mặt. Tụ nghiệp nằm ở chỗ chiếc phà. Đi rồi. Nãy bỏ vậy này cô. Chân này luôn. Hai chỗ. Chân đó. Cô ngang bả trời thấy nó nằm chiếc mày. Đã hơn coi chắc cuốc cầm mình mở cho cuốc cũ mà lại. Không có bao giờ đỡ nổi trừ khi cảo ở bên đây cảo qua thôi. Dạ, mà mấy khác lại kéo còn dữ nữa, có thể là sức đầu ra luôn á. Bây giờ chở em nó về thôi, bây giờ mình về cả nhà. Anh em về. Bây giờ mấy anh em về thôi. Đợi từ từ đợi mấy cài lên cái đi mình nó về ha. Giờ cái máy cài này không thể cài nữa cả nhà ơi. Giờ cài khác rồi. Ông chủ đất ông điện mấy cài khác lại tới.
công nghiệp cho em đó. Để bên sông, bên sông. Đây. Bên sông không phải bên mình hả? Bên sông. Chạy mới đâu bên sông nữa. Rồi vậy mấy anh em mình về thôi chứ sao vậy? Đất ruột. Thôi giờ mình về nha cả nhà, mấy anh em mình về nha.